Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Tôn. Bây giờ thì đang là 6 giờ tối, tức là 18 giờ của ngày 9 tháng 3 năm 2022. Và tôi xin chia sẻ với các bác đôi điều thế này. Trong ngày hôm nay thì có rất nhiều những cái tin có thể nói rằng là liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh, liên quan tới một số cái có thể nói rằng là vô cùng nhạy cảm. Bởi vì thưa các bác và mọi người, hôm trước thì Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông báo rằng là đang rà soát một số cái sự việc. Ngoài cái việc mở rộng điều tra của Bệnh viện Thủ Đức thì liên quan đến kit test Việt Á, rồi là liên quan đến một loạt các công tác chống dịch. Và một số vụ việc thì đã chuyển sang cơ quan điều tra ở giai đoạn truy tố xét xử và hồ sơ được đặt đến viện kiểm sát. Nhưng trong một cái động thái vô cùng bất ngờ, là ngày hôm nay, thưa các bác và mọi người, đó chính là cái việc mà Bộ Công an đang điều tra một cái sự việc. Có thể nói rằng là tôi cảm thấy cực kỳ bất ngờ luôn. Và nếu như mà điều tra được cái việc này mà lại ra được một vài tội phạm thì xin phép với các bác rằng là chúng ta không hiểu rằng là họ trục lợi đến mức độ như thế nào ở trong thời kỳ đại dịch. Nếu như các bác ấy mà quan tâm đến tình hình chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh thì các bác có thể thấy rằng là lúc đó chúng ta bị cuốn đi bởi rất nhiều người chết, tiếng còi cứu thương hú ở khắp nơi. Nhưng mà các bác có thể thấy, phải nói rằng là phải là người Sài Gòn thì mới cảm nhận được điều đó. Đó là câu nói của bạn tôi khi mà chúng tôi tổ chức những cái chương trình hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng bạn ấy nói rằng là không thể tưởng tượng được đâu, ông phải trải qua được cái thời kỳ này ông mới hiểu. Đó chính là cái có thể nói wow, rất là đáng buồn. Một thành phố Hồ Chí Minh ở trong đại dịch, một cái khoảnh khắc có thể nói rằng là lịch sử. Vậy mà nếu có ai mà trục lợi từ cái việc mà chi tiền hỗ trợ dịch Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh thì thật sự đây là một vụ án kinh khủng khiếp, không khác gì cái vụ Việt Á cả. Tôi xin chia sẻ các bác như thế này. Bộ Công an thì vừa gửi công văn để yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cung cấp hồ sơ tài liệu về việc chi tiền phục vụ công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Ngày 9 tháng 3 thì nguồn tin của Dinh được xác định là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu của Bộ Công an, tức là C03 thì đang điều tra và xác minh việc chi tiền để thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong đợt dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Để phục vụ công tác điều tra thì C03 đã gửi công văn để đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo sở ban ngành phối hợp để cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến hai nội dung. Một là kết quả thực hiện đến nay đối với việc thực hiện chế độ chính sách đặc thù để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là nội dung thứ nhất, là chế độ chính sách đặc thù như thế nào. Thứ hai là kết quả thanh tra đối với việc thực hiện chế độ chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Các vụ việc sai phạm đã phát hiện và kết quả xử lý, để kịp thời có báo cáo đến Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và lãnh đạo các cấp. Cục C03 thì đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ban ngành để cung cấp tài liệu này. Đồng thời thì C03 phân công điều tra viên cao cấp và các cán bộ để trực tiếp liên hệ và thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra. Qua đó thì các bạn có thể thấy rằng là rà soát tổng thể một lần. Nhưng một điều nữa, đó chính là cái việc mà như tôi nói bắt đầu á, là thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nói rằng là có một số cái sai phạm ở trong đó và đã trong giai đoạn truy tố, thì cũng phải tập hợp lại để gửi lại Cục C03. Và đây là theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Và cái ngày 19 tháng 2 là cái ngày cuối cùng, 19 tháng 3 đó, tôi cũng không nhớ rõ là ngày bao nhiêu nữa đó, nhưng mà hình như là có một cái ngày cụ thể để mà phải báo cáo deadline. Để qua đó các bác có thể thấy rằng là trong công cuộc này, nếu như có được một sự trục lợi thì rất khủng khiếp.
và ngày hôm nay tôi sẽ dành về Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà chúng ta phải công bằng mà nói. Đấy, công bằng mà nói, xin chia sẻ các bác rằng là ông Nguyễn Thành Phong thì đã chuyển về làm lớp phó rồi. Báo Tuổi Trẻ vừa rồi có câu chuyện về lớp phó, Báo Tuổi Trẻ cười, lớp phó rất hay. Thì ông Nguyễn Thành Phong thì về làm phó ban kinh tế trung ương, chỗ anh Trần Tuấn Anh. Về rồi, sau khi mà gọi rằng là được tái cử chức gọi là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, nghĩa là tiếp tục một cái nhiệm kỳ nữa, nhưng mà chưa đầy một năm, chỉ được có 6 tháng hơn thì phải, hay là chưa được 6 tháng thì đấy tôi không nhớ lắm, thì đã trở thành một phó ban của ban kinh tế trung ương, một cái ban phải nói rằng là rất đặc biệt, mà chưa đặc biệt ở trong mặt kép, để thấy rằng là trong công cuộc phòng chống ấy, chắc chắn đang xảy ra nhiều vấn đề. Và ở đây á, sau một cuộc đại dịch ấy, thì tôi rất trân trọng và tôi rất tôn trọng ông Bí thư Nguyễn Văn Nên, bởi vì có thể nói rằng là ông rất thật thà. Ông rất thật thà ở chỗ là ông ấy nói rằng là nhiều khi người ta đưa đi cách ly, nhưng đưa đi cách ly rồi không biết làm gì nữa. F1 cũng đưa đi cách ly, F0 cũng đưa đi cách ly, nhưng không biết làm gì ở trong cái thời điểm đó. Đó, đấy là một trong những cái để mà chúng ta có thể nhìn thấy ở trong cái cuộc đại dịch vừa rồi. Và huy động rất nhiều công sức, rất nhiều nhân lực, thậm chí quân đội cũng phải vào cuộc để mà ổn định cái tình hình. Đó là một chúng ta có thể nhìn thấy trong cái công cuộc chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Sau này ấy, thì thay ông Phong và ông Mãi thì đã ok hơn, mọi thứ thì ổn định hơn một chút. Đó. Và cuộc đại dịch thì cũng đã qua, Thành phố Hồ Chí Minh lại hồi lại rồi và tiếp tục có một cuộc phát triển rồi, trong một giai đoạn phát triển mới rồi. Và cũng rất may, tôi hy vọng rằng là cái quá khứ, một cái sự việc khủng khiếp như thế sẽ không tái diễn một lần nào nữa đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng nếu như có những cái sai phạm như là C03 mà đưa ra thì cũng phải xử lý đến nơi đến chốn và cũng phải công khai hóa. Ông Nên, tại sao tôi nói rằng ông rất thật thà, bởi vì gần như những câu chuyện của ông là được công khai. Và ngay cả cái việc mà ông ấy gặp những người á, xin báo cáo với các bác rằng là những người góp ý và nhắn tin cảm ơn á, đợt đấy thì có rất nhiều người làm công tác phòng chống dịch hỗ trợ, thì Bí thư Nên cũng đã cảm ơn mọi người. Xin chia sẻ các bác là như vậy. Và có thể nói rằng là cứ công khai hóa ra rồi mọi người sẽ nhận biết được. Ở nhân đây ấy, thì có một cái bài viết rất hay của anh nhà báo Ngô Nguyệt Hữu của báo Ngày Nay. Thì nhà báo Ngô Nguyệt Hữu đã có một cái chia sẻ thật lòng với các bác và mọi người về các bí thư thành ủy dưới thời gọi là của Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin trích dẫn nguyên văn để các bác và mọi người cùng theo dõi. Sài Gòn thì có Bí thư Nên này. Ông Nguyễn Văn Nên về Sài Gòn làm bí thư thì thay ông Nguyễn Thiện Nhân với không nhiều kỳ vọng. Nhân đây thì tôi xin chia sẻ một cái tin mới nhất ấy. Thì ngày hôm nay thì Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đã nói rằng là cái 5K là một cái gọi rằng là trong phòng chống dịch thì 5K là bây giờ không cần thiết nữa, là phải làm lại. Thì xin chia sẻ các bác rằng là cũng rất thật thà để nói rằng là 5K, ví dụ như cái K là khoảng cách chẳng hạn, chỉ còn mỗi cái khẩu trang, mỗi cái khử khuẩn là có thể rằng ok lên một cái nữa, còn hai cái K còn lại thì không cần thiết nữa và rất khó để thực hiện, thì ông xem xét lại cái 5K. Thôi thì cái đấy để sau nhé. Tôi xin trích dẫn với các bác một cái bài phân tích, một cái bài bình luận của nhà báo Ngô Nguyệt Hữu nói thế này: Sài Gòn thì có Bí thư Nên, ông Nguyễn Văn Nên thì về Sài Gòn làm bí thư thay cho Nguyễn Thiện Nhân với không nhiều kỳ vọng. Dân Sài Gòn thì đã thật mệt mỏi với các nguyên bí thư, người thì xa dân như là ông Lê Thanh Hải, người thì dân túy như là ông Đinh La Thăng, người thì trầm lắng và vô vị như là ông Nguyễn Thiện Nhân. Ông Nguyễn Văn Nên về Sài Gòn trong cái bối cảnh Sài Gòn còn nhiều giang dở. Công sản thì bị điều tra, quan chức thì dẫn tay nhau vào tù. Một vài thương nhân lớn thì gặp rắc rối. Ông Nguyễn Thành Phong thì ra Trung ương vào Ban Kinh tế Trung ương. Ông Văn Văn Mãi thay thế. Hồi ông Mãi còn làm bí thư tỉnh đoàn Bến Tre thì tôi có gặp ông Mãi hơn một lần. Ông Mãi dễ gần, có cảm giác hiền lành, chân chất, mộc mạc. Mặc dù hồi lành làm lãnh đạo Bến Tre không có gì khởi sắc cho lắm. Sài Gòn, thành phố lớn nhất nước, có cả hai tân đại quan nhân, một người đứng đầu về mặt đảng, một người thì đứng đầu về mặt chính quyền. Trong đại dịch thì gần như là toàn bộ máy lãnh đạo của Sài Gòn là bị động. Có cảm giác các lãnh đạo sở, mặt trận
thì đều ngồi chờ nghe chỉ đạo. Còn nếu ông Nên, ông Mãi không có chỉ đạo thì tất cả sẽ không làm gì cả. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào Sài Gòn còn đến bệnh viện thu dung thăm bệnh nhân, động viên, bác sĩ. Ông Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thời điểm đó thì lại đi trao quà cho các hộ dân ở vùng xanh. Hai cái hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Thế cho nên không có gì ngạc nhiên khi ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh không nhìn thấy cảnh mấy triệu dân ngụ cư đói hối hả về quê trên xe ba gác, xe máy cũ nát. Ông Tấn thì nói đại ý là nhờ có lãnh đạo thì không có ai thiếu đói. Mạng xã hội thì phản ứng dữ dội. Ông Tấn hoảng quá nói xạo, tôi không có nói vậy. Báo giới ngay lập tức trưng ra bằng chứng. Cùng đường, ông xin lỗi. Sài Gòn thì bao nhiêu năm nay, một vài giám đốc sở thật sự rất yếu kém, đâu cũng có vấn đề. Sở Giao thông Vận tải thì hay đưa ra các tối kiến mà lại nói rất to. Sở Công Thương thì nhạt nhòa trong điều hành phân phối hàng hóa trong đại dịch. Trên hết cả, lãnh đạo sở có những phát ngôn rất vô cảm, kiểu như là giá xăng tăng mà không thấy nghe ai nghe, giá xăng tăng mà không nghe ai than, hay cạt xe là phải đứng yên, chứ còn nhúc nhích thì là còn chưa là kẹt. Và thứ hai, Bí thư Nên là một người biết lắng nghe. Anh Nguyễn Thiện là một công dân, anh Thiện có email của Bí thư Nên. Anh Thiện vẫn hay hiến kế cho thành phố. Bí thư Nên thì đều reply thư và tức là trả lời thư và mời cả gặp riêng để lắng nghe. Bí thư Nên cũng là người gần dân, dám nhận sai, dám nói những điều lãnh đạo chưa làm đúng. Nhiều thông tin được Bí thư Nên bạch hóa khiến dư luận hiểu thêm rất nhiều điều. Đấu giá đất Thủ Thiêm, khi tôi thấy Tân Hoàng Minh xài xảo thuật, tôi đã hiểu nếu lãnh đạo tin vào kẻ này thì sẽ sập hầm. Đáng tiếc, cuối cùng thì mọi việc diễn ra như mọi người đã biết. Thần thiêng nhờ bộ hạ, Bí thư Nên có giỏi bằng trời, Chủ tịch Mãi có ngang bằng đất, mà công tác cán bộ vẫn diễn theo cái kiểu hiện tại thì thành phố Mãi sẽ phát triển không xứng tầm với tầm lực. Quan trọng hơn, lãnh đạo thành phố còn có vẻ ngại ngần khi vài lãnh đạo sở tỏ ra thụ động, xa dân hoặc không nắm được tình hình thực tế. 3. Có rất nhiều người khen Bí thư Nên như là chú Ly Kết Thành, sư trưởng. Quan sát Bí thư Nên lâu nay, tôi cũng dành rất nhiều thiện cảm cho Bí thư. Tuy nhiên, vẫn mong Bí thư mạnh mẽ hơn trong việc chấn chỉnh cấp dưới, chứ đọc tin thấy C03 đòi kiểm tra gói hỗ trợ của thành phố. Ông Giám đốc Sở Lao động thì đăng cả số tài khoản cá nhân để kêu gọi quyên góp, vân vân, thì thấy buồn quá đỗi. Người phương Nam hào sảng, kiến nghĩa bất vi dòng dã, không có chỗ cho thói hạ lưu, đê tiện, thờ tiền ở trên đầu. Hay quá, thờ tiền ở trên đầu, câu này hay quá. Thói hạ lưu, đê tiện, thờ tiền trên đầu. Wow, câu này hay nha các bác nha. Người phương Nam hào sảng, kiến nghĩ bất vi, vô dòng dã, không có chỗ cho thói hạ lưu, đê tiện, thờ tiền trên đầu. Về nhân diện thì Bí thư Nên là người sắc sảo, cá tính mạnh và quyết đoán. Nhưng biết đâu như người ta hay đùa, nhân tại quan thân, nhân tại quan trường, thân bất do kỷ chăng? Tôi thì vẫn tin rằng là Bí thư Nên là một người có thể nói rằng là ok, rất hiền hậu, rất biết lắng nghe. Và tôi cũng mong rằng là Bí thư Nên cứ bạch hóa ra để mà lỗi ở đâu sửa đó. Chứ còn không bạch hóa, không chịu thọc sâu vào những chỗ khó thì khó xử lắm. Đúng không ạ? Ngay cả báo cáo với các bác rằng là đúng là Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều vô cùng kỳ lạ. Nhiều điều vô cùng kỳ lạ. Tôi sẽ chia sẻ với các bác một vài đoạn sau. Đó. Nhưng đáng nhẽ nếu mà công an Thành phố Hồ Chí Minh mà chủ động làm việc này, không chờ đến khi C03 gọi vào, nếu như phát hiện ra thì giờ. Không phát hiện ra thì không sao, nhưng mà phát hiện ra thì có lẽ anh Lê Hồng Nam, công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng nên phải tự xem xét lại. Và đặc biệt hơn nữa là báo cáo với các bác rằng là những cái sự việc như là khu đất Phước Kiển của Quốc Cường Gia Lai, mà nếu không xử lý những cái việc của Quốc Cường đến đâu đến chốn ấy, thì cũng phải xem lại cái năng lực của cán bộ, đúng không ạ? Hay là vụ 9 triệu cổ phiếu của Sadeco liên quan tới ông Tất Thành Cang mà Nguyễn Kim mua được, mặc dù đã trả lại nhưng hành vi thì đã cấu thành đó. Còn trả lại hay không á, thì xin phép với các bác rằng đó cũng chỉ là cái nó gọi rằng là khắc phục hậu quả,
là tình tiết giảm nhẹ chứ không phải là tình tiết sai lệch được. Cho nên ấy, tôi nghĩ rằng là Bí thư Nguyễn Văn Nên cần phải quyết liệt làm hơn nữa để trong sạch cái bộ máy của Thành phố Hồ Chí Minh, loại bỏ những cái con sâu ra khỏi nồi canh và từ đó mới dẹp được cái bè lũ lợi ích nhóm. Nói thế thôi các bác ạ. Những nhân sự mà trưởng thành ở trong cái thời kỳ mà Bí thư Lê Thanh Hải thì tôi tin rằng là rất khó có thể dùng. Thật sự là thế. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Thứ nhất là quan hệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba hậu duệ, thứ tư đến trí tuệ. Phải nói thẳng với nhau đi các đồng chí nghe cả rồi đấy. Lần tránh làm gì? Nó là cái gì? Nghe mà vô cảm, nghe mà không giật mình. Tại sao trong này người ta lại nói rằng là vô cảm trước những cái dân dư luận, những cái đau khổ của dân? Nói đến cái mức là thôi, người ta bây giờ tê liệt cái dây thần kinh xấu hổ rồi. Toàn ngôn ngữ đời thường người ta nói đầy là được. Ngoài. Thế mình có suy nghĩ rằng mình là những người cộng sản, học tập làm gương tấm gương đạo đức Bác Hồ. Phong cách thì quan liêu, quan giản. Rất nhiều lần tôi đi cơ sở, tôi vẫn nói với anh em cán bộ xã, ra thăm đồng, dân thì trồng nông đang cấy ở bên dưới, mặc con lê đi giày có người chê ô chứ. Cái Bác Hồ làm thế mà cứ hô khẩu hiệu là học tập làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Một cái việc là bảo phải đổi mới phong cách đi, xuống gần với dân đi. Cứ nhiệt liệt chào mừng các đồng chí về thăm làm việc. Dân phải biết nghe dân. Người ta không phải nói cái chuyện nó tốn kém ở cái phong cách. Đồng chí tỉnh xuống huyện cũng thế. Hôm nào tôi phải nói một vài đồng chí nhiệt liệt chào mừng đồng chí về để chúc Tết anh em. Có phải không ạ? Cái đó có phải là phong cách không? Học Bác Hồ thì học luôn đi chứ, cơ chế gì, tốn tiền tốn của gì. Mà hiện nay ở dưới tỉnh một số nơi vẫn có. Tổng Bí thư khẳng định rõ, việc thực hiện nghị quyết là không có tính nhiệm kỳ và phải được xác định rõ lộ trình thực hiện. Bàn về cách làm, Tổng Bí thư kêu gọi mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên ở từng cương vị, chức trách của mình hãy tự giác kiểm điểm lại mình, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh để góp phần xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đảng cách mạng chân chính. Cách làm thứ nhất không chờ phải mở hội nghị, không chờ cơ chế chính sách, chả chờ hướng dẫn gì. Từng đồng chí bây giờ xem lại mình luôn đi. Đấy cách làm thứ nhất. Chờ gì nữa, cứ mang nhau ra kiểm điểm mới hay. Nếu qua hội nghị này rồi mai kia các đồng chí quán triệt bên dưới tất cả đồng tình, từng đồng chí tự kiểm điểm mình luôn. Ở đấy trên những điểm này mình thử soi mình xem, đơn vị mình xem, gia đình mình xem, con cái mình xem, điều chỉnh được ngay thôi, thế là tốt nhất. Kêu gọi lòng tự giác. Còn chờ để đến khi đưa ra rồi để xử lý kỷ luật thì thưa các đồng chí đấy là hạ sách. Chờ phải pháp luật xử lý là hạ sách. Pháp luật là tối thượng, nhưng mà nhân văn mới là quan trọng. Pháp trị như phải có đức trị. Người đỡ Á Đông ra thế. Cái Bác Hồ ngày xưa thì có bao nhiêu luật, mà một tấm gương của Bác thôi, một động tác, một việc làm của Bác thôi, nó có sức mạnh biết bao nhiêu, nó thiêng liêng biết bao nhiêu, có chiều sâu xa biết bao nhiêu mà người ta vô cùng kính trọng, bền vững. Luật pháp có khi còn đẻ số ra, mai kia còn hậu cái luật pháp còn thù oán nhau còn mãi. Nói là pháp lý nhưng mà phải đạo lý nữa. Cái này luật pháp không cấm tôi được làm, nhưng có cái pháp luật không cấm nhưng mà đạo đức không cho phép làm, đạo lý dân tộc không cho phép làm, thì cái nào thiêng liêng hơn, cái nào sâu xa bền vững hơn, cái nào niềm tin vững chắc hơn. Cho nên tôi vẫn cứ nói đi nói lại, chẳng chờ phải gì cả, ngay bây giờ chúng ta tự điều chỉnh lại mình đi. Có chạy trọt gì không, quà cáp yếu xén với gặp ý gì,
có tư túi lợi ích nhóm không, có cục bộ không, có trung thành với đảng, có thật lòng trong sáng không. Trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết và kết luận của Trung ương, nhất là về doanh nghiệp nhà nước, còn lúng túng, buông lỏng, kiểm tra giám sát không chặt chẽ, dẫn đến một số tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, mà điển hình là Vinashin, Vinalize, hoạt động kém hiệu quả, có nhiều sai phạm, gây tổn thất lớn, để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng. Một số hạn chế khuyết điểm chưa được làm rõ thực chất, mức độ, địa chỉ cụ thể, ai phải chịu trách nhiệm, như tình trạng chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, v.v. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém tồn tại trong công tác xây dựng đảng, những suy thoái tiêu cực trong đội ngũ cán bộ đảng viên như nghị quyết Trung ương 4 đã nêu. Mặc dù nhiều khuyết điểm hạn chế có từ các khóa trước, nhưng với trách nhiệm chính trị của cơ quan lãnh đạo hiện nay, Bộ Chính trị và từng ủy viên Bộ Chính trị tự nhận thấy sâu sắc trách nhiệm chính trị của mình trước những khuyết điểm hạn chế đó, và để giữ nghiêm kỷ luật trong đảng, góp phần giữ gìn uy tín, hình ảnh thiêng liêng của đảng và làm gương trong toàn đảng, Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị. Ban Chấp hành Trung ương hoan nghênh, đánh giá rất cao sự nghiêm túc, gương mẫu và cầu thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình đợt này, cũng như sự quyết tâm nỗ lực lớn trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4. Nhất trí cao với báo cáo của Bộ Chính trị, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến phê bình rất thẳng thắn, sâu sắc. Kinh nghiệm lịch sử đảng ta cho thấy, một khi đảng tự nhận ra sai lầm khuyết điểm và tự giác, tự nghiêm khắc, quyết tâm khắc phục, sửa chữa, thì sức mạnh của đảng càng được nâng lên, uy tín càng cao hơn, nhân dân càng tin yêu và ủng hộ đảng. Trong bối cảnh đầy khó khăn thách thức hiện nay, điều đó càng hết sức cần thiết. Đó cũng chính là một bài học sâu sắc, một nhân tố quan trọng bảo đảm cho sự vững mạnh của đảng, bảo đảm sự ổn định chính trị và sự phát triển bền vững của đất nước. Về việc đề nghị xem xét kỷ luật, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị, và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá. Ban Chấp hành Trung ương cũng tự kiểm điểm và nhận phần trách nhiệm của mình trong việc để xảy ra và chưa ngăn chặn được những khuyết điểm yếu kém trong thời gian qua. Ban Chấp hành Trung ương xin nghiêm túc tự phê bình và thành thật xin lỗi trước toàn đảng, toàn dân, và sẽ cố gắng làm hết sức mình để từng bước khắc phục. Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu, lúc này hơn lúc nào hết, chúng ta càng phải nêu cao trách nhiệm trước đảng, trước dân. Siết chặt đội ngũ, tăng cường đoàn kết thống nhất, giữ vững niềm tin lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy những kết quả bước đầu quan trọng của việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế yếu kém, xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đảng cách mạng chân chính, gắn bó máu thịt với nhân dân. Động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương nghị quyết của đảng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội 11 của đảng. À, và giờ đấy, ta nói là nó đã đền bù 8.500 tỷ thì có thể yếu tố xem nhẹ gì. Nhưng mà đây không phải chỉ là cái chuyện mua bán, làm thất thoát tài sản. Quá trình làm nó mới đẻ số ra, khai là có hối lộ và nhận hối lộ, mà tiền hàng mấy triệu đô la thì ta có xử không? Nên phải làm tiếp. Và đang làm, với một ví dụ thôi. Bàn cho kỹ đi, nhưng phải nghĩ đến cái kết luận.
đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, đặt lợi ích của đảng lên trên hết. Mà trừ phi cá nhân đang dính vào đấy, anh có cái động cơ gì nữa, tôi xử lại. Nói lần là phải chống tham nhũng ngay trong các cơ quan phòng chống tham nhũng mà. Anh hướng vào quan hệ thân quen, anh tìm mọi cách anh bênh che, anh muốn là xóa nhẹ nó đi, không được. Gia đình vợ con anh hướng vào, anh tìm mọi cách anh không được. Tôi là nói thẳng thật như thế thôi. Còn nếu trong chúng ta có ai có giao động với mình thì tự giác báo cáo là tôi thấy giao động tôi một người mình xin tôi thôi. Thì nếu quyết tâm như thế đi, bà truyền những tinh thần này xuống đến dưới như thế. Tôi muốn nói sâu cái gì này, cái bài học tôi muốn là thành bài, thành lớp, không làm cũng không thể được, là cháy lên rồi không ai đứng ra cuộc được. Anh nhập đấy là anh lộ ra ngay. Trong ban chỉ đạo anh nhập đấy lộ ra là anh là thế nào ngay. Có biểu hiện gì tôi kiểm tra ngay anh, có được không? Có dấu hiệu vi phạm được không? Ủy ban kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Luôn luôn mong mỏi và thậm chí có phần lo lắng liệu có duy trì được không, có tiếp tục làm mạnh không hay là trùng xuống. Đấy là tâm lý có thật, và đấy là tâm lý chính đáng. Đấy cũng là điều ta vui. Các vụ án có giảm đi đâu, các vụ việc đang làm có bỏ dở đâu à. Và mức án có phải là nhẹ đâu, có vùng cấm không, có nhà lời không, có trùng xuống không. Rõ ràng không có căn cứ để nói rằng chúng ta dừng lại hay là trùng xuống. Bao nhiêu vụ lớn, bao nhiêu vụ các đồng chí lãnh đạo cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị 34 quản lý bị đây, bao nhiêu đồng chí ủy viên trung ương, ủy viên trung ương bị đây, tướng trong quân đội, trong công an bị đây, gần đây nhất mới thi hành kỷ luật nguyên ủy viên trung ương, nguyên phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đây, mới đây thôi. Mà tôi đã nói nhiều lần rồi, nếu như chưa có được thống nhất cao, ta theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, không phải chỉ căn cứ vào luật pháp thuần túy, căn cứ vào ý thức đảng, nguyên tắc tổ chức của đảng, cách làm phải theo tập thể, không cá nhân nào được lèo lái như chỗ này cả. Chứ tôi bảo là bây giờ anh nào không làm cũng không được, anh làng tránh cũng không được, kể cả những cái cơ quan có đủ quyền lực muốn làng tránh không làng tránh được. Cái cơ chế được anh phải thế này. Tôi cho cái nơi này, cái kinh nghiệm quý bây giờ chúng ta duy trì được. Nếu mà các đồng chí học cho này ra văn bản này, sắp tới các cơ quan điều tra cứ thế mà làm, điều tra làm theo luật pháp, ý kiến khác nhau đưa ra bàn. Mà tôi nói nếu mà mai kia còn nhiều ý kiến khác nhau, tôi theo nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, bàn cho kỹ đi, nhưng phải đúng cái kết luận. Đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, đặt lợi ích của đảng lên trên hết. Mà trừ phi cá nhân đang dính vào đấy, anh có cái động cơ gì nữa, tôi xử lại. Nói lần là phải chống tham nhũng ngay trong các cơ quan phòng chống tham nhũng mà. Anh hướng vào quan hệ thân quen, anh tìm mọi cách anh bênh che, anh muốn là xóa nhẹ nó đi, không được. Gia đình vợ con anh hướng vào, anh tìm mọi cách anh không được. Tôi phải nói thẳng thật như thế đi. Tôi muốn nói sâu cái gì này, cái bài học tôi muốn là thành bài, thành lớp, không làm cũng không thể được, là cháy lên rồi không ai đứng ra cuộc được. Anh nhập đấy là anh lộ ra ngay. Trong ban chỉ đạo anh nhập đấy lộ ra là anh là thế nào ngay. Có biểu hiện gì tôi kiểm tra ngay anh, có được không, có dấu hiệu vi phạm được không. Ủy ban kiểm tra dấu hiệu vi phạm này. Không có chuyện gì chuyện dừng lại hay là ngập ngừng, mà không thể ngừng lại được, không thể thể không làm được. Tôi nói những cơ chế bên trên rồi, vì đây là yêu cầu của cách mạng, là nhu cầu tình cảm nguyện vọng của nhân dân, là mong muốn của đảng ta, của dân ta, cho nên không thể không làm được. Phải khẳng định cái quyết tâm ấy. Còn nếu trong chúng ta có ai có dao động trong mình thì tự giác báo cáo là tôi thấy dao động tôi ngập ngừng này, xin tôi thôi. Phải lấy quyết tâm như thế đi, và truyền cái tinh thần này xuống đến dưới như thế. Tất cả mỗi ngày chúng ta ngồi đây phải trước hết phải là một mẫu mực để phòng chống tham nhũng. Nếu mà đồng chí nào dây vào đây thì chống tham nhũng ngay trong
các đồng chí đi chống tham nhũng, các cơ quan đi phòng chống tham nhũng thì mới được. Tôi tin là như thế là sao được, chứ tại sao không được? Nếu là mình thật trung thực với đảng, với dân, có thật lòng không? Làm là vì nước, vì dân hay là vì cái gì? Thì không sợ. Như tôi nói là cái đạo lý, còn nói xuyên như thế, hay là thực tế cuộc sống của người như thế, dân người ta biết hết rồi. Tôi nói là dứt khoát không được để lọt những người có biểu hiện tham mưu tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức nữa vào cấp ủy sắp tới, nên là để xảy ra cái này ngoài kia kỳ lập cái chỗ ấy đi. Tôi nói là có dấu hiệu vi phạm thì phải kiểm tra, kiểm tra có vấn đề thì không đưa vào cấp ủy. Theo điều bây giờ không làm thì làm nào, đang có cái tâm lý chờ đợi xem là sắp tới ông có làm quyết liệt không, như là này là thế nào thế kia đi, tình hình nó thay đổi thế này thế khác đi, không có đâu. Ai làm cũng phải thế thôi. Tôi xin nhắc lại, họp trung ương tôi đã nói rồi, hôm nay họp tôi còn nói nữa, đại hội là một dịp để ta sàng lọc cán bộ, không phải chỉ có bàn phương hướng công tác. Ai xứng đáng thì làm, không thì thôi, không sợ thiếu cán bộ. Cứ mà làm thế thì lấy ai là người làm, cứ thử đi xem có người nào. Tôi tin là có người làm, không thiếu gì người tận trung với đảng, tận hiếu với dân đâu. Mình nói là làm để giữ uy tín, chứ không sợ làm mất uy tín, càng che giấu càng mất uy tín.